Cái thằng này nó làm ăn cái kiểu gì mà kỳ cục vậy kìa. Công ty mình giao cho nó rồi, tại sao giờ để báo chí đăng tùm lum vậy nè. Nguyên cái thành phố này bị ngập lụt luôn, mưa xuống là ngập lụt, chiều cường ngập lụt nữa. Làm ăn cái kiểu gì mà giao cho nó rồi, nó làm cái kiểu này chết rồi, thiệt tình. Ba ơi! Điên hả? Ba! Làm vậy? Khùng không ơi? Cái gì mà nói đàng hoàng mà làm vậy? Con cảm không ơi? Gì? Đi đâu hết rồi? Ai? Nói đi, có mình tao ngồi đây à? Ngoài đó. Ba! Chết! Tao biết mày sẽ chết. Mày chết là đúng rồi. Chết đi! Trời đất ơi, tao được có báo đi. Tờ báo động đăng hết trơn rồi á. Nguyên cả thành phố ngập lụt, mưa xuống ngập lụt, triều cường ngập lụt. Mà công ty nó giao cho mày, mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Ăn thì ăn bớt, ăn sáng thì ăn vừa phải thôi. Ăn ngập nửa bánh xe thôi, thì ngập nguyên chứ không ra luôn. Cũng còn người ngồi trên đó mà, có phải trôi người luôn đi đâu. Nếu mà người đi thì xe lại, hiểu không? Ba thì ngập vài chỗ thôi, chứ phải ngập nhiều đâu. Cái đó mới chết đó, báo chí đăng nó đều đuôi hả? Coi đi. Biết rồi. Làm ăn cái kiểu gì mà chứ. Mà cái chuyện nó không có quan trọng mà cái chuyện của ba kia kìa. Chuyện tao là chuyện gì? Hôm qua ba họp nhà báo đúng không? Rồi sao? Ba nói cái vụ tiền lương đúng không? Đúng chưa? Rồi cái gì? Ba khai sao? Thì mình làm lương với mình khai nhiêu? Trời ơi ba mình... Có gì đâu. Mình thật sống thật mình, thật tâm của mình. Dạ. Mình làm lương bao nhiêu tỷ một tháng, mình khai ra thôi. Bình thường ba làm nhà nước. Một tháng rồi lại mấy tỷ, một năm mấy chục tỷ. Trời ơi, ba nghĩ coi. Nhiều lắm rồi. Nhiều sao nhiều? Mày biết tiền tỷ đó là bộ tan hết hả? Cái nào là nạp cho đàn anh nè. Rồi còn ăn nhậu nè. Nhậu. Rồi có tiền chi phí một cái biết đêm nhậu bao nhiêu không? Mấy ngàn đô. Rồi còn tiền mua thuốc nhức đầu nữa. Mới ba nhức đầu. Sao nhất? Làm sao nhất? Tự nhiên không nhức đầu. Thanh tra lại thanh tra nhức đầu không? Chứ đầu phải uống thuốc, mà thuốc mà phải cao cấp. Trời ơi, tao nó làm lãnh đạo to lắm. Chứ không phải như mấy nhân viên quèn đâu. Giờ con hỏi ba nè. Vậy thì mấy cái đó ba có khai không? Ngu sao khai? Trời ơi, cái chuyện nó khai cho chết. Cả nhà mày biết thôi được rồi. Thì đó, thì ba không khai đúng không? Ừ. Không khai là ba cũng còn hay, ba cũng còn giỏi đi. Trời ơi, mà tự nhiên bây giờ đi khai cái chuyện mình làm lương nhiều cũng chi không biết. Rồi bây giờ khổ là khổ ở chỗ này nè. Truy ra một cái ba phải động não, ba phải thông minh một chút xíu chứ. Ba làm nhà nước mà mấy tỷ bạc, rồi sau này người ta truy vô, người ta truy ra ba, người ta truy ra. Do mày ăn học chứ mình ngu, mày chửi tao không thông minh nữa. Tao không thông minh mà tao đẻ ra mày được vậy đó hả? Mày ăn sung á. Dạ. Riết rồi ăn mặc giống bùi đời không? Bùi đời gì? Mày bùi đời được không? Chứ... mặc vậy đó hả? Đi làm mặc vậy đó hả? Chứ trời ơi, con khổ ba quá à. Mấy ngày trước luôn ăn mặc là rất là bảnh bao y chang như ba nè. Riêng ngày hôm qua đó ba họp cái luôn. Buổi sáng nay rồi mà trốn gần chết luôn, mày mặc đồ vậy nó cũng ngụy trang vô đây nói chuyện với ba chứ. Làm gì trốn? Trời ơi, trốn gì đó. Vậy ba cứ nghĩ đi. Sao? Bao nhiêu tiền? 2 tỷ mấy, mấy chục tỷ mà làm việc nhà nước. Rồi bây giờ người ta nói nè, ba lãnh liền nhiều, lãnh lương nhiều, mà giờ ngập lụt thì liên tục. Thì đó, thì có phải là ba ăn của công nhà nước mà ba làm việc không được không? Đúng không? Tao đưa mày ra mấy cái chỗ mà người ta đọc lo đó. Tao cho mày đứng chỗ đó là mày làm vừa lắm. Cái miệng ông à. Không có làm được gì hết á. Nói chuyện tao mà vỗ bàn vô ghế gì hết mất dạy. Đứa nào nói? Đứa nào khai ra cái vụ này? Đứa nào dám nói với tao vậy? Đứa này. Nói gì? Đứa này. Tại ba khai ra cái vụ tiền lương của ba, cho nên người ta từ từ người ta sẽ suy ra. Suy ra người ta làm là người ta thấy vậy. Suy ra ba, suy ra con. Rồi bây giờ trả con mình chết chùm đấy nè. Ai làm gì tao mà chết chùm? Thanh tra. Shit. Trời ơi, thanh tra. Mày biết cấp trên của tao lại hả? Này. Ổ kiến lửa vậy đúng không? Đụng tới ổ kiến lửa là chết cho nghe con. Trời ơi. Chơi với tao hoài. Thanh tra cái này căng hơn. Căng gì? Thanh tra toàn diện. Mày nói gì? Thanh tra toàn diện. Thanh tra. Cái quá. Sao vậy? Sao vậy? Bình tĩnh ba. Vụ gì vậy? Tốt mới tháng lương nữa. Tốt mấy tháng lương gì? Tiền ăn nhậu, tiền đút lót nữa. Mấy tháng nữa mà không biết có qua khỏi hay không trời. Làm sao mà qua nổi? Tại cái miệng của ba, ba thật tà quá. Ba nói tiền lương mình ra làm cái gì? Bây giờ nó thanh tra toàn diện là chết. Cha con mình chết chùm ba hiểu không? Đỉnh đi. Trời thì mà còn ổng với tao nữa. Kiếm cái đường thoát thân không lo. Ơi trời. Dán động não đi. Động não có cái đường nào mà thoát thân được đấy nè. Trời ơi trời.
Cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Con phát hiện ra rồi. Tao tưởng thỉnh tha tù gì tới. Không phải. Cái gì? Con có cách trốn. Trời ơi, văn tùm lum mày. Mày nói lớn đi. Con có cách trốn rồi. Có cách trốn rồi. Là trốn. Trốn ở đâu? Lên trời hả? Cái mày dĩ dễn. Mới nói chứ lên rừng xong. Lên rừng. Lên rừng. Lên rừng. Mày nghĩ sao vậy? Trời ơi, ăn mặc gì mà biểu lên rừng sao tao sống nổi? Ráng chứ, bà thấy con có muốn ăn mặc vậy đâu. Lên rừng làm sao được? Giống như đi du lịch dã ngoại sinh thái á. Giống mấy lần mình đi về có mấy em chân dài. Chân dài mà mình đi lên rừng kỳ này có chân dài không? Chúng đi chúng mà chân dài chí. Lỡ khi nó đi về xong người ta bắt nó, xong rồi nó khai ra, rồi cha con mình chết sao? Đúng không? Mình phải giấu chứ. Thôi bây giờ vậy đi. Chừng nào đi? Đi gì? Bây giờ mày kiếm tao qua ly bự đi. Đi trốn mà nó ly bự chứ. Mày bỏ thuốc lá ngoại với là ba cái rượu tây vô. Nên để cho tao uống chứ không có anh sao chịu nổi. Dạ con lại. Ba ơi, mình đi trốn mà ráng nhịn cho con mấy ngày giùm con. Làm sao tao nhịn được? Vậy ba có muốn chết không? Không. Rừng mày biểu đi lẹ ông đậu, tao đi lẹ ông đậu đó. Mày ráng sao ba mày đi sao chứ, mày đi vậy con muốn đi lẹ không biết đi sao. Tao bị sắp khớp nữa rồi. Biết vậy tao đem tài xế chiếc xe vô rừng á, đi đâu cho nó chở chắc anh. Đi về mày vừa nắng mày vừa mỏi chân quá luôn. Mày qua giỡn hoài. Gì? Giỡn gì? Đi đâu mình đang đi trốn à. Chứ không phải mình đi du lịch. Bởi vậy kêu người đi theo nữa chẳng khác nào tao nói trời ơi tôi đang ở đây nè, tôi đang ở đây nè, lợi với tôi đi. Tại ông tôi ở bụi này hả ba? Đừng có nhắc nữa mày ơi, mệt quá mà bây giờ tao đi hết nổi rồi, gói mỏi chồng chân rồi. Tao mệt quá. Đây ở đâu đây? Chắc ra cũng được ngoài bìa rồi đó. Tao sợ quá mày. Trời ơi cái gì cũng do ba không mà, con nói thiệt ba luôn á. Ba cái vụ lương bổng khai chi nữa con thiệt luôn á. Trời ơi đừng có nhắc nữa. Tao sợ đây nè. Tao sợ có một ngày nào đó họ chi chi tìm ra tao, hỏi ba cái vụ lương khoảng lương người một năm có 3 tỷ mấy à. Mày làm dữ. Có những người hơn tao đó, trên đầu cổ tao đó, vô một năm vô 10 mấy tỷ á. Rồi xong đi tìm họ đi. Nhưng mà tại vì người ta kín. Người ta kín, người ta không có nói. Con này tự nhiên có nhiều bà khoe ra hết. Bà khoe làm chi vậy? Thì giờ người ta làm gì, cha con mình thấy vậy nè, thấy khổ không? Đó là tại tao nổ. Tao nổ chi thì khổ ghê, con nhiều ăn nhiêu thì mình kín miệng là được rồi. Bà đem bà khai hết trơn á, trời ơi, giờ cha con mà giống khùng dễ sợ luôn. Bởi vì tao già, tao còn dại lắm. Thiệt, đi tới đâu tao nổ lên năm mấy tỷ không. Bây giờ nó thiệt với mày đó ngang. Cãi cái miệng tao, tao không nói nữa. Muộn rồi ba ơi. Mặt mày nữa nè. Dạ. Mày cũng đừng có nói nha. Nhớ nghe, phải kính như bưng mới được nghe chưa? Con kính cứng ngắc luôn thiệt, cãi miệng, cãi cái chỗ nào mà cãi là con không nói nữa, con nín nghe nè. Ừ, vậy mới được đó. Nè. Dạ. Ủa mà hồi cái lúc đi rồi mày có cho má mày với em mày biết không? Nghe gì không đi trốn mà, trời ơi, phải kính chứ. Phải kính mới được nghe. Con kính cứng ngắc luôn á. Thí dụ là bây giờ đó không, gặp họ đó không, dạ, mình cũng không nhìn luôn. Được không? Mình coi như là mình là không biết gì hết trơn trọi á, mình hú được rồi. Mày con có phim tặc răng không? Dạ có. Đó mình hú cho tặc răng là được rồi. Thôi mày làm giống con chó sói quá. Phải đâu con tập mà không phải thì thôi đúng không? Phải đâu. Thôi hôm chùm tao dòm ngó kìa. Dạ biết rồi. Bây giờ nè. Dạ sao ba? Tao không biết là sao chứ tao sợ má mày với em mày bây giờ lo cho mình lắm đó. Không có lo gì hết mà cái quan trọng là dân hỏi ba vậy nè. Gì? Mình là mới gia nhập vô khu rừng này đúng không? Ừ. Không chừng thú quý hiếm nó nhìn thấy mình không đồng môn, đồng lòng hay là đồng loại của nó, coi chừng nó không cho mình gia nhập. Không cho gia nhập là quất luôn nó. Trời đất ơi, mày coi như là mày giả ngoại, mày quất xuống giận cho tao. Đang thành rừng mà. Đúng rồi. Hồi ở thành phố. Ừ. Mình ăn nói là ăn thịt rừng, không biết phải là ăn thiệt không? Ừ. Còn giờ mình ở ngay rừng luôn. Con gì quá con nói sao tao? Là ngay trong. Ừ. Ủa ba. Gì? Thiếu bia.
ăn mấy có cái gì đó nó uống vô cho nó tiêu. Mày nhắc nhở gì mấy cái thứ đó, mày thì uống bia chứ tao thèm rượu tây. Bây giờ một cái chai XO vô đã chừng nào. Thôi ráng coi chứ giờ sao giờ. Hồi đó nhớ gì đi ra ngoại vui không? Vui. Trời ơi, sinh thái nó còn hoang sơ hơn vậy. Ừ. Cha con mình người nào người nấy hai ba em chân dài. Từ giờ Dùng quá. Bé Dùng à? À bé Dùng. Bé Dùng dễ thương quá. Rồi bao nhớ bé Dùng, con cũng nhớ bé Dùng. Được, được. Cô la âm sầm, đừng có la âm sầm người ta chú ý biết không? Giờ sao ba? Bây giờ cha con mình á, len lỏi xuống kiếm cái gì đó, tiền ba đem theo nhiều lắm nè. Không? Ừ, giờ xuống dưới kiếm mày gặp rượu tay về mua tao chai liền nha. Rồi. Rồi kiếm cái gì mua để lên này giữ thử nha. Mấy ngày luôn không? Ừ, ba cái đồ đạc, ba lô rồi mày có giấu kỹ không chưa? Kỹ lắm rồi. Rồi vậy thôi đi. Đi nha ba. Ừ, cho mày không thấy mày cổng đau đoạn người ta đưa đau quá. Được không? Được, cổng đau đoạn đi. Trời ơi, cha con lúc này nhờ nhau vô đây đó con. Để con đó. Hai biết nữa giờ hai cha con khổ gần chết. Trời ơi mẹ ơi, gia đình mình vậy mà mẹ còn tâm trí đi ăn tiệc tùng này nọ nữa, con không hiểu nổi luôn à. Mày nghĩ gì sao mà mày nói tao đi ăn tiệc? Chứ không ai ăn tiệc sao mày mặc đồ gì đẹp gì sao trang điểm này nọ nữa. Bởi vậy mày nói á con á, biết một mà không có biết mười. Bây giờ á, gia đình mình đang là tâm điểm. Ăn là tâm điểm, tất cả báo chí người ta đều dòm ngó vô gia đình mình. Biết đâu ở ngoài đường á, người ta đang núp, người ta đang rình mình, người ta săn ảnh mình, người ta đưa hình ảnh gia đình mình lên sao. Bây giờ mẹ đâu có thể nào bước ra đường mà để mặt mày quần thâm. Người ta nhìn ra cái dấu hiệu mệt mỏi của gia đình mình. Đó, ba mày với anh mày đi mất tích cả tuần nay rồi, hai mẹ con mình đi tìm chưa có ra. Mày phải như vậy, tao làm như vậy là tao ngụy trang để người ta nhìn vô, à gia đình mình vẫn sinh hoạt bình thường, con hiểu không? Mày bước ra thương trường làm ăn mày không có sâu xa đầu óc mày vậy sao mà mày khá nổi? Thì ai biết đâu, tự nhiên con thấy chuyện đùm beng vậy mẹ không lo, mẹ không làm vậy con hiểu lầm thôi. Mà bây giờ không biết bài sao mà đi đâu mà một tuần lễ nay mà không liên lạc về nhà. Mà mày tìm hết chưa? Hỏi thăm hết mọi người bạn bè những cái nơi mà ông thường hay tới chưa? Dạ rồi, con là con đích thân con đi tìm, nhờ cơ quan của ba với anh hai đi tìm giùm. Rồi hả, dán cáo thị nữa. Nè, mày đi vô mấy cái chỗ bia ôm, mấy cái chỗ karaoke ôm, mấy chỗ đó là ba mày với anh mày thường hay tới lắm đó, đi chưa? Mẹ yên tâm đi, cái chỗ nào mà con biết là con tới hết rồi. Xong rồi con dán thông báo nè, dán hình ba, hình anh hai nè. Rồi dán số điện thoại mẹ, số điện thoại con nữa nè. Là dán giống như là giống như là đi tìm trải lạc vậy đó phải không? Dạ đúng rồi, dán mấy cái chỗ mà người ta để ý tới á. Đúng. Con dán mấy chỗ ví dụ như khoan cắt bê tông nè, thông cống nè, rút hầm cầu nè. Thôi. Cái gì mà thông cống với hầm cầu nữa ở đây nữa? Tao nghe ba cái từ cầu cống này tao dị ứng, tao nổi da gà hết trơn á. Cũng tại ba mày với anh mày đó, làm ăn sao mà để cho mọi chuyện nó sùm lên hết trơn. Bây giờ mày nhắc tới cái chữ cầu cống thì tao mệt ghê luôn vậy đó. Trời ơi, thiệt thì đúng rồi, tại vì cũng tại có lửa mới có khói. Mày thấy không, ba với anh hai đó ăn gì thì ăn vừa vừa thôi, ăn gì mà ăn quá trời vậy. Ăn cái gì à, con hỏi mẹ nè, bây giờ công chức nhà nước mà lương tháng nhiều gấp mấy chục lần người ta, ở đâu ra? Mà nói đi cũng phải nói lại nữa, mấy bà nhà báo thiệt, mấy ông mấy bà đó toàn là hả soi mói cái chuyện người ta lương có bao nhiêu đâu, người ta làm nhiêu kệ người ta, cái chuyện nhỏ xíu à cũng phanh ra to đó. Hên nha, hên là mấy ông mấy bà đó chưa biết mấy cái khoản thu thêm của ba với anh hai đó. Biết là nhỏ nhỏ cái miệng giùm một chút, cái miệng mày cũng vậy à, đã ba mày với anh mày vậy mà hại cái thân rồi tới mày nữa, đem ra ngoài đường nói hết cho người ta nghe hay sao vậy? Đâu có, con nói trong nhà thôi, nó con với mẹ nói chuyện đâu chứ con nói ra ngoài làm gì. Bởi vì con nói mẹ mới nói đó. Tại ba mày á, tự nhiên là thành thật quá. Cái chỗ nào đáng thành thật á thì mình nói, còn cái chỗ nào giấu được thì phải giấu. Ai đời ba cái chuyện đó mà đem đi công khai rồi khai thiệt ra hết làm chi? Đó, thằng anh mày nữa, già cái đầu mà dại không à. Tự nhiên rồi làm sao mấy công trình mà càng ngày mà nó càng xuống cấp trầm trọng vậy, làm sao người ta không xoáy điểm vô được chứ? Vừa phải thôi thiệt á. Thì đó cũng tại bản thân mình thôi. Quan trọng là bây giờ đừng có trách nữa, trách cũng vậy thôi. Bây giờ con với mẹ phải bằng mọi giá để tìm được ba với anh hai, coi mọi hai người đó sống như thế nào, có bị gì không. Thì bây giờ ai không biết như vậy. Người ta, mình thấy trong nhà mình thấy cái chuyện đó nó nhỏ. Chứ mày hiểu không, cái lương của ba mày lãnh như vậy á, đối trong nhà mình là không có gì, mà đối ngoài xã hội đó là một cái chuyện rất là lớn. Trời ơi, cái chuyện đâu phải chuyện vẫn chơi được đâu con. Yêu thương mến bây giờ đó, thôi đi.
đi chủ sống của chúng ta. Đi đừng có ngồi ở nhà. Mẹ nhìn cái tivi. Có nhiều điều thú vị, kỳ dị, kỳ lạ tới kinh khủng. Đó là chúng tôi vừa mới phát hiện được hai người rừng ở trong sống trong rừng rú. Chúng tôi vừa mới lôi ra, không biết họ là những người sống trong cái bộ tộc, một cái bộ lạc gì đó còn sót lại, bởi vì tôi thấy họ mặc hai bộ đồ rất kỳ lạ. Đó, quý vị thấy họ kỳ lạ lắm đúng không? Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để mà giao tiếp với họ nhưng thất bại, bởi vì họ dùng những ngôn ngữ rất kỳ lạ, không phải giống như chúng ta. Họ dùng những ngôn ngữ như là thú ngữ, khỉ ngữ, sói ngữ, đười ươi ngữ, kỳ cục ngữ. Chúng tôi không hiểu được. Và chúng tôi đã tìm những người am hiểu những ngôn ngữ đó để tiếp xúc với họ. Thấy quen không? Thấy quen không? Con ơi cái bụng, cái bụng này quen lắm nè con ơi. Cái tướng đi này nè là ba con. Anh hai kìa. Ủa? Trời đất ơi, nhưng mà sao ra cái nông nổi này? Đúng rồi con ơi, là hai người họ chứ không ai nữa hết trơn. Ba con với anh con nè. Bây giờ làm sao con? Hả? Kìa, để địa chỉ đúng không? Con với mày tới nó liền. Tới nó, đón ba với anh hai. Đi. Ôi, cô bảy, cô tám. Bình tĩnh. Đừng làm họ sợ. Được. Ra đây, không sao. Ra đây. Không sao. Lại qua tiếp chơi, Không sao, bình tĩnh. Tên gì á? Chụp tấm hình cái đi. Chụp tấm hình nguyên đám mình đi. Đi, chụp. Đó, thấy hình nè, Chụp. Ai à, chơi. Rồi, tấm hình lát nữa tôi táp qua mấy bà, tôi đăng Facebook, táp lên. Nhớ táp. Táp, có Facebook không? Rồi. Đây nè, đây là hai người rừng mà tôi giới thiệu. Với hai người đó, hai người biết những ngôn ngữ kỳ cục á, giao tiếp với họ đi. Không khoan á, người rừng gì mà sao nó mặc đồ y như bạch tuộc vậy? Cái gì? Trời đất ơi, người rừng người ta ở trên núi mà y như con bạch tuộc cộng. Chưa nói nè, cái quần nè, màu đỏ nè, còn bông rồi nữa. Nè. Trời đất ơi, coi cái bụng kìa. Ai đời mà người rừng mà có cái bụng được vậy hả? Bụng này là bụng bầu, không có giống ông miếng nào hết á. Nè, nói cho ông nghe chưa, người ta người rừng là người ta săn bắt hái lượm. Một á là cơ thể người ta gầy gò, hai là cơ thể người ta phải cường tráng đúng không? Ai mà cái bụng y như là mấy ông quan chức mà tham nhũng bụng bia không chứ gì? Rừng gì? Bình tĩnh lại. Anh này nóng quá. Bình tĩnh, cười lên, bình tĩnh, đừng căng thẳng quá. Chị à, chị Bảy à, nhiều khi người rừng người ta cũng có phong cách riêng của họ chứ. Chứ không phải ra ngoài rừng phải ốm ốm hết phong cách riêng. Đúng chứ bà. Không, nhiều khi trong rừng người ta làm tù trưởng sao, người ta ăn không, ngồi rồi không mà, đâu có động móng tay với vậy bụng mới bự vậy đó. Mà tôi nói nghe nè, thả họ về rừng đi, tội nghiệp quá à. Họ đâu có biết nói tiếng mình đâu, để đây làm chi. Không, nhiều khi họ thất lạc hay là sau đó phải tìm họ lâu về cuộc sống bình thường chứ, phải suy nghĩ cách đi. Bây giờ phải làm sao nè ba? Bây giờ mình cứ nói cứ hú thoải mái hả ba? Tôi sợ bể cái bụng nó nhìn qua tôi sợ bể quá. Bể cái gì vậy? Mày còn rủ tối nay uống bia nữa, tôi sợ quá. Cà phê bình tĩnh, tôi hiểu mà, đừng cãi lộn nhau, tôi hiểu. Ở đây lạ lắm đúng không? Không sao, bình thường. Tôi đang giúp hai người, không sao, bình thường thôi. Bây giờ vậy nè, phải tìm cách để mà giao tiếp với họ. Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, tôi có đi học mà, theo cái hóa học nè, cái môn mà vật lý học, sinh lý học. Học gì đó, tôi học nhiều lắm. Bây giờ muốn mà giao tiếp với họ là chỉ có nước mà tọt lét họ lúc mà người ta cười á, thì tâm sinh lý người ta cười á là tự nhiên ta hay thốt ra cái ngôn ngữ lúc trước của mình, thì đó mình hiểu được người ta, hiểu không? Cũng được
á, tôi thấy ý kiến này hay. Được á. Để đó tôi thử cho. Mày có tấu kiến hay sang kiến gì? Mày nhìn mặt kỹ rồi đứa ra mày bút cho tao. Ở đây. Tôi hiểu mà. Bình tĩnh lại. Kêu con của anh im lặng, đừng căng thẳng ra. Để tôi đang giúp thôi. Kêu con, hai con. Cảm ơn anh khen em tôi nhiều quá. Rồi chuẩn bị theo kế hoạch của tôi nha. Lựa cái nguyệt á. Bắt đầu. Thôi, bình tĩnh. Có khi nào bắt trước mình không? Không, tôi hiểu rồi. Có kết quả rồi. Kính thưa quý vị khán giả xem đài thân mến của tôi. Và sau đây là kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng là hai người này chính xác là hai người rừng. Nên chúng ta hãy thả họ về rừng. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để tiễn họ về rừng. Đây là chồng tôi, đây là con trai của tôi, đây là anh hai tôi nè, giờ hai cái bụng bia là tôi biết rồi. Hấp. Hai đi đâu vậy? Hấp. Mà đem theo thuốc lá ngoại, rượu ngoại, đi đâu cả tuần không nói ai nghe hết vậy? Làm cái kiếm quá trời luôn á. Sao vậy ông? Tôi để này. Rồi đi. Vậy đó là sao? Hú hoài vậy con. Trời ơi, đây là một chung. Đồng nghiệp người ta. Mày bậy gì ta? Nói lời. Hai người này là hai người rừng đó. Nãy giờ tụi tôi làm đủ thí nghiệm hết rồi, họ không có biết nói tiếng của mình. Đúng rồi, chứ không phải là chồng, không phải là ba gì đâu. Ông lên tiếng đi. Sao mà đi một tuần lễ rồi ra cái nông nỗi này không nói được luôn hả? Thấy trong người ông sao? Vậy, hai người bình tĩnh đi, họ người rừng thiệt, hãy thả họ về rừng đi, chứ đâu phải là chồng con gì đâu. Trời đất ơi, tôi nói cho chú biết nha, đây là chồng của tôi và đây đích thực là con trai của tôi. Đây, chồng của tôi chính là ông giám đốc mà báo chí đưa tin là lãnh lương một tháng mấy tỷ đó. Đây nè, chồng của tôi làm sao mà đưa về rừng được. Chị với lại anh bình tĩnh đi. Cái chuyện ông giám đốc đó là tôi có làm phóng sự và tôi biết về mặt ông giám đốc đó. Chị cứ bình tĩnh, không gì hết. Còn hai là hai người rừng. Ông giám đốc đó là ông giám đốc đó bây giờ ông bị lên báo chí gì nên ông sợ, ông trốn tiêu rồi. Chị là vợ của ông hả? Đúng rồi, tôi là vợ của chị. Gặp ông chị khuyên giùm em là bây giờ cái chuyện đó giờ em xui rồi, không có gì hết. Là sao? Cái ông mà nhận tiền tỷ báo chí đăng đồ đó. Đúng rồi, là bây giờ em xui rồi, cấp trên nó không có gì hết, nhận lương cao không có gì đâu, không bị kỷ luật gì hết. Ủa vậy chị nào có bị kỷ luật gì hết anh hả? Ủa vậy không có kỷ luật hả? Trời ơi, có biết vậy nè, chồng tôi nói gì hết trơn à? Ủa vậy là hai người này là làm nãy nói tiếng gì đâu không á? Con tôi chứ sao? Ủa là người thường á hả? Chúc mừng gia đình sum họp hả? Chúc mừng anh. Trời ơi, trời ơi, ba ơi, vậy là khỏe thôi, vậy đâu có chuyện gì đâu xảy ra. Cả nhà xuống như chụp tấm hình. Chụp hình. Vui quá. Gia đình tôi đó. Vui quá. Khỏe rồi, vậy là qua rồi. Em xui. Ủa khỏe gì? Em xui phải không? Em xui gì? Chuyện không có kỷ luật vậy, em xui. Bậy. Vẫn kỷ luật. Cái gì? Là sao? Biết sao không? Tại vì tôi chỉ lãnh về cái phần phóng sự những điều kỳ thú, kỳ dị, kinh khủng thôi. Còn cái phần kỷ luật về cái anh với lại con anh á là vẫn kỷ luật. Tại vì nếu mà anh và con anh không kỷ luật thì không còn gì kỷ luật nữa rồi. Chúc mừng hai người sắp bị kỷ luật nặng đó nha. Trời ơi!